Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì đã rất là lâu rồi các bạn, Duy không có thời gian để mà quay những cái clip review như thế này cho các bạn xem. Đó thì ngày hôm nay Duy sẽ cho các bạn xem một chiếc xe coi như rất là đẹp luôn. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe với một cái màu sơn là màu xám Senelec. Đó thì với cái xe mà GLC 300 Coupe với cái màu xám này thì các bạn sẽ thấy là ở bên ngoài nó cực kỳ ấn tượng luôn các bạn. Đó thì Duy không biết là khi mà nhìn vào trong hình á thì nó có thực sự đẹp như bên ngoài hay không, bởi vì là cái màu sơn này nó chỉ có trên những cái dòng xe nhập khẩu với số lượng cực kỳ ít luôn. Đó, và bây giờ Duy sẽ giới thiệu thật là cặn kẽ cái xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này cho các bạn xem chiếc xe nhập khẩu này nó có khác gì so với những cái chiếc xe lắp ráp trong nước hay không. Ok các bạn. Khi mà chúng ta đứng trước cái đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không khác nhiều so với lại cái xe GLC 300 mà lắp ráp trong nước, bởi vì là về phần trước của cái đầu xe á, được thiết kế ở chỗ này nè các bạn. Đây là cái lưới tản nhiệt nè, thì được thiết kế theo dạng những là viên kim cương và lưới tản nhiệt dạng một nang với logo to ở giữa cùng với lại là cái logo dạng 3D ha. Và cái cản dưới nè các bạn, làm cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần hấp dẫn và cá tính hơn, đó là cái phần này nè. Đây là cái cản của AMG đó, bởi vì là Mercedes-Benz GLC 300 Coupe được trang bị cái body kit của AMG, cho nên là khi mà chúng ta nhìn bên ngoài á, thì chúng ta thấy là cái xe GLC 300 Coupe này nó rất là cá tính luôn ha. Thì khi đứng trước phần đầu xe các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái camera nè. Đó, thì đây là cái camera dành cho cái camera 360 độ của xe. Thì ngoài ra thì nó tích hợp ở phía sau và cả trên hai gương chiếu hậu nữa. Thì với cái tính năng camera 360 độ này, nó sẽ giúp cho chiếc xe GLC 300 Coupe này khi mà di chuyển trong những cái đoạn đường hẹp, những cái đoạn đường mà kẹt xe, thì camera này sẽ tự động bật lên và chúng ta có thể là quan sát toàn cảnh xung quanh luôn. Nó rất là tiện lợi luôn ha. Ok, và một cái điểm nữa các bạn, GLC 300 Coupe phiên bản nhập khẩu này nó sẽ khác so với lại chiếc xe GLC 300 SUV lắp ráp trong nước, đó là cái phần đèn pha này. Đó thì GLC 300 Coupe á, sử dụng hệ thống đèn pha là LED High Performance ha các bạn. Đây là hệ thống đèn full LED thôi, chứ không phải là sử dụng hệ thống đèn multi beam LED. Thì thực sự với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, thì Duy nghĩ nó sẽ không dành riêng cho số đông nữa các bạn. Chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn với số lượng cực kỳ ít luôn, và với cái giá là trên 3 tỷ đồng á, thì Duy nghĩ là những khách hàng mà lựa chọn chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, thì sẽ không có nghiêng về cái phần option nữa. Đó, nếu mà các anh chị và các bạn mà thích chiếc xe nó có nhiều option, nhiều cái trang thiết bị này nọ, thì các bạn có thể là chọn cái chiếc xe lắp ráp trong nước. Nhưng mà với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, thì nó lại đi theo một cái xu hướng khác các bạn. Đó là những anh chị và các bạn mà thích là chiếc xe của chúng ta là phải là độc ha, không đụng hàng. Ok, và Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu của chiếc xe ha. Thì cái xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này nó sẽ đẹp hơn khi mà chúng ta nhìn từ bên hông. Đó, đây là một cái sự khác biệt giữa chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe so với lại chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 SUV lắp ráp trong nước. Đó, và khi mà đi bên sang bên hông một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là cái mâm xe nè. Cái mâm xe này thì các bạn sẽ thấy rất là giống so với cái xe GLC 300 phiên bản lắp ráp trong nước ha. Đó, đây là cũng là cái mâm AMG 19 inch, thì với lớp trước là 235/55R19, và cái chiếc xe GLC 300 Coupe này nó sử dụng cái lớp của Bridgestone. À, đây là cái bộ mâm đặc trưng của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ thể thao và phong cách luôn ha. Ở đây nó có chữ AMG ở đây nè. Đó, và tiếp theo nữa là cũng giống như những cái bộ mâm khác của AMG, thì ở bên trong được sơn mà màu đen bóng, cũng như là mặt ngoài để lộ cái lớp nhôm kim loại nè. Khi mà chúng ta nhìn từ xa thì chúng ta sẽ biết đây là cái bộ mâm của AMG liền. Đó, và một cái điểm nữa các bạn là cái đĩa phanh. À, cái đĩa phanh của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, thì sử dụng cái đĩa phanh rất là to, cũng như là đục lỗ nè, và cái bố phanh có cái chữ Mercedes-Benz ở đây. Tiếp theo nữa các bạn là khi mà chúng ta đi sang bên hông một chút xíu nữa ha, thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nè,
À, cái phần đây là cái sự khác biệt của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe so với phiên bản thường. Ở đây thì khi chúng ta nhìn từ bên hông của chiếc xe GLC 300 Coupe này á, chúng ta sẽ thấy là nó giống như là một chiếc xe GLE 43 AMG thu nhỏ ha. Bánh xe sau của chiếc xe GLC 300 này thì nó sử dụng kích thước cùng với là kích thước lớp trước luôn các bạn. Đó là 235/55R19 luôn ha. Cùng kích thước với bánh trước luôn, nó sẽ không có khác luôn. À, tiếp theo đó các bạn, đó là cái phần đuôi xe nè. Đó, cái nét đẹp của chiếc xe GLC 300 Coupe này á, là nó sẽ dồn hết ở cái khu vực phía sau này. Đó, các bạn thấy không? Ở đây thì được thiết kế là cái đèn LED. Ở đây được thiết kế coi như rất là ấn tượng luôn. Những cái bóng LED bên trong thì các bạn thấy nè. Đó, buổi tối thì cái bóng đèn LED này nó sẽ cho cái ánh sáng cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì nó có một cái nẹp chrome viền ở đây. À, ở đây thì có chữ GLC 300 và ở đây là Formatic. Đó, thì chữ Formatic này thì nó cũng giống như lại những cái phiên bản xe khác thôi. Formatic có nghĩa là hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian. Có nghĩa là chiếc xe này là xe 2 cầu tự động các bạn nha. À, tiếp theo nữa các bạn, ở trong cái phần logo của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, thì khi mà chúng ta mà bật cái camera lùi lên á, thì cái này nó sẽ là mở ra, cũng như là đây là cái nút mà để chúng ta mở cốp luôn ha. Nó rất ấn tượng nè, đó các bạn thấy không, chúng ta ấn vào cái logo đó thì cái cốp chúng ta sẽ bung lên. Ok, đó các bạn thấy không, thì do là đây là cái xe mới cho nên là ở bên trong nó có rất là nhiều những cái đồ còn hơi là bừa bộn ha. Bây giờ Di cũng sẽ cho các bạn xem những cái đồ đi theo xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này là gì luôn. Cũng như những dòng xe khác thôi các bạn. Đây là một cái hộp quà mà khi anh chị và các bạn mua xe, các anh chị các bạn sẽ nhận được cái phần quà này của Mercedes-Benz. Nó rất là đẹp luôn. Đó, bên trong thì nó có một cái thư cảm ơn của tổng giám đốc Mercedes-Benz ký ở đây. Đó, một cuốn sổ để chúng ta ghi chép ở đây ha. À, và một cái bút của Mercedes-Benz, một cái USB, các bạn sẽ thấy cái USB này rất là giống với là cái chìa khóa nè, và một cái bình để cách nhiệt. Đó, và phía dưới của cái cuốn sổ này đó là một cái cuốn sổ về thông tin dịch vụ khách hàng, thì các anh chị và các bạn có thể xem vào đây để biết là những cái thông tin về bảo hành của xe, bảo dưỡng của xe. Trong đây thì có bao gồm những cái sách mà để chúng ta tham khảo thêm về hướng dẫn sử dụng nằm trong đây ha, bằng tiếng Việt luôn nha các bạn. Còn cái đây là một cái giỏ để chúng ta có thể là để đồ nè. Đó, trong trường hợp mà chúng ta đi siêu thị hoặc là chúng ta cần để những cái vật dụng gì ở đây cho nó gọn gàng á, thì chúng ta có thể để ở đây. Và bình thường thì chúng ta có thể xếp lại ở đây ha, rất là gọn. Và đây là cái thảm đi theo xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này. Thì các bạn sẽ thấy là cái bộ thảm này là nó chất liệu nó sẽ khác so với những cái bộ thảm thông thường. Và ở đây các bạn sẽ thấy là có cái chữ AMG nè. Thì cái chữ AMG này được thêu bằng chỉ luôn các bạn. Chỉ nổi luôn, nó rất là đẹp luôn ha. Nó các bạn nhìn thấy nó rất là chi tiết cũng như là được thêu rất là cẩn thận và đẹp luôn nè. Đó, còn ở đây thì là cái mã của cái phụ tùng đó. Nếu mà anh chị các bạn mà muốn mua thêm một cái bất kỳ một cái phụ tùng nào của Mercedes-Benz á, thì đều là tra vào cái mã số này ha. Tiếp theo nữa các bạn, Mercedes-Benz GLC 300 Coupe á, thì lại được trang bị thêm cái bộ bánh xe dự phòng ở đây nè. Thì cái bộ bánh xe dự phòng này là bánh xe đã đi tạm thôi. Đó, trong trường hợp mà chúng ta có sự cố vì bể bánh xe hay như thế nào đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái lớp xe này. Lớp xe này có kích thước là T145/80R19. Và cái lớp này các bạn chỉ chạy ở tốc độ được tối đa là 80 km/h thôi. Bởi vì đây là cái lớp đi tạm ha, lớp nó khá là nhỏ. Ở đây thì nó có thêm là cái bộ để chúng ta thay lớp xe nằm ở đây nè các bạn. Đó là con đội nè ha. Con đội nó nằm ở trong đây, rồi coi như là những cái tắc kê và tay quay thì nó nằm sẵn ở đây hết luôn, để chúng ta có thể là thay bánh xe. Ở đây thì nó có một cái chi tiết là biển cảnh báo tam giác. Trong những trường hợp mà khẩn cấp á, chúng ta có thể là sử dụng biển cảnh báo tam giác này để phía sau cảnh báo cho những cái xe đi cùng chiều chúng ta để thấy ha. Ở đây thì cũng giống như những cái dòng xe khác, được trang bị một cái lưới để chúng ta cố định cái đồ đạc trong xe. Túi y tế là một cái chi tiết không thể thiếu trên chiếc xe Mercedes-Benz. Đó, thì Mercedes-Benz họ cũng rất là cẩn thận luôn các bạn. Đó,
đều trang bị cho chúng ta đầy đủ hết những cái nhỏ thôi. Nhưng mà các bạn tưởng chừng là cái xe nó không có, nhưng mà Mercedes-Benz họ rất là chi tiết ở những cái phần này. Rất là hay ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có một cái tấm để che hành lý nè. Thì cái tấm che hành lý này nó còn cái ranti ở đây cho nên là Duy không có tháo ra ha. Bình thường thì chúng ta sẽ kéo lại và máng vào đây nè các bạn, để che những cái hành lý để phía sau này, cho phía trước nhìn vào chúng ta cảm thấy là lịch sự hơn ha. Đó. Tiếp theo nữa các bạn, ở đây là chúng bạn sẽ thấy là có một cái nút bấm nè, thì để gập cái hàng ghế này lại nè. Đó, trong trường hợp là chúng ta chở nhiều đồ đạc hơn thì chúng ta có thể là gập cái ghế này lại được ha. Đó, ở bên này cũng vậy. Đó, khi mà chúng ta gập ghế thì chúng ta thấy là một cái mặt phẳng luôn. Chúng ta có thể tháo cái này ra được luôn các bạn, chở đồ rất là nhiều thứ ha. Trong những chuyến mà đi du lịch xa thì Duy nghĩ là chúng ta có thể để luôn một chiếc xe đạp xếp ở đây được nữa. Tuyệt vời luôn á. Ở đây thì được trang bị hai cái nút bấm cũng giống như những dòng xe khác của Mercedes-Benz, bởi vì là GLC 300 Coupe này thì được trang bị cái hệ thống là Keyless Go, khóa cửa thông minh đó các bạn. Các bạn sẽ thấy là ở đây có nút Stop nè, ở đây có cái nút là ổ khóa. Thì khi mà chúng ta đóng mở cốp thông thường á, thì chúng ta có thể bấm cái nút này thôi. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn là chúng ta vừa đóng cốp và vừa khóa cửa xe luôn thì chúng ta chỉ việc bấm cái nút này đó, nếu mà chúng ta có chìa khóa từ bên ngoài xe. Ok. Và một cái điểm mà Duy cực kỳ thích luôn các bạn, đó là cái ti mà để chống cái cốp này nè, các bạn thấy nè, nó rất là to luôn. Đó. Và cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, khi mà chúng ta kéo cái này xuống á, các bạn sẽ thấy nè. Đó, nó sẽ đi xuống từ từ. Nó rất là hay luôn. Nó sẽ không đi xuống rất là mạnh và rất là nhanh, đi một cách rất là chậm chạp và từ từ thôi. Đây là một cái điểm mà Duy cực kỳ thích ở cái cốp xe này ha. Thì nhìn nó có vẻ là sang trọng hơn và đẳng cấp hơn. Đó. Các bạn thấy không? Bởi vì là cái ti này nó khá là to nè, nó rất là chịu lực rất là tốt, cho nên là các bạn sẽ cảm giác là một điều đó như vậy. Đó, các bạn thấy không? Và một cái điểm nữa các bạn, để Duy lấy cái chìa khóa ra cho các bạn xem ha. Cái chìa khóa này thì cũng sẽ giống như những cái chìa khóa của những chiếc xe Mercedes-Benz gần đây thôi. Đây là cái mẫu chìa khóa mới. GLC 300 Coupe thì được trang bị cái tính năng là đá cốp tự động. Đó, trong trường hợp mà chúng ta không có rảnh tay thì chúng ta có thể là sử dụng là tính năng đá cốp này. Đây là một cái điểm mà ở trên chiếc xe Mercedes-Benz lắp ráp tại Việt Nam nó sẽ không có cái chi tiết này các bạn nha. Và một cái điều nữa các bạn có thể sử dụng cái chìa khóa này để chúng ta mở cốp ha. Đó. Cũng giống như những dòng xe khác thôi. Ở đây các bạn, ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được trang bị một cái tấm ốp biển số nè. Đó, thì những anh chị và các bạn mà mua cái xe GLC 300 Coupe này thì bắt buộc thì chúng ta phải lắp cái biển số dài ở phía sau luôn. Đó, thì cái chi tiết này ở Việt Nam mình thì mình phải đặt thêm rồi, mình phải đặt thêm cái biển số dài rồi. Bởi vì Việt Nam thì tiêu chuẩn của chúng ta là biển số dài phía trước và biển số vuông phía sau. Đó, đây là cái tiêu chuẩn ở bên nước ngoài, ở châu Âu. Đó, cho nên là các anh chị và các bạn mua xe này thì Duy phải đặt cho anh chị thêm cái biển số dài nữa thì nó mới đẹp ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rồi, những cái dòng xe của AMG, những cái thiết kế của AMG thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái chi tiết là khóa tán gió nè. Thứ nhất đó là để cho chiếc xe của chúng ta nó khí động học hơn, giảm cản gió hơn. Và thứ hai nữa các bạn, khi mà chúng ta nhìn phía sau á, chúng ta sẽ thấy là ngầu hơn ha, đẹp hơn rất là nhiều. GLC 300 Coupe thì được trang bị cái hệ thống ống bô kép nè, cho nên là khi mà nhìn phía sau chúng ta sẽ thấy nó rất là cân đối luôn. Và một cái điểm nữa các bạn là cái GLC 300 Coupe này, cái chi tiết này là cái chi tiết bô giả rồi ha, không phải bô thật, bởi vì là ở tới đây nó cạn rồi đó. Khi mà chúng ta nhìn ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy là nó giống như là một cái bô xe, nhưng mà khói chúng ta sẽ không có ra ở đây, mà là khói chúng ta sẽ chĩa xuống đất nè. Ở đây hai bên thì có hai cái ống bô luôn đó, thì Mercedes-Benz họ thiết kế ra cái này thì Duy thấy cực kỳ thích luôn, bởi vì là khi mà chúng ta đứng từ phía sau chúng ta lấy đồ á, thì chúng ta sẽ không bị cảm giác là bị nóng chân hoặc là bị bỏng chân đó. Mercedes-Benz họ cũng tính toán tới cái mức độ đó luôn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có những cái cảm biến xung quanh xe, thì có 6 cảm biến phía trước và 6 cảm biến phía sau
đó. Những cảm biến này thì giúp cho chúng ta đậu xe cũng như là khi đi vào trong những đoạn đường hẹp ha, thì xe chúng ta sẽ báo lên, cũng như là hệ thống đậu xe tự động cũng sẽ sử dụng những cảm biến như thế này để đậu xe chúng ta. Chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này các bạn, với cái phần nội thất cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ ấn tượng luôn. Và Di đảm bảo với các anh chị luôn, nếu mà các anh chị hoặc bạn mà nhìn thấy cái nội thất này bên ngoài á, thì Di nghĩ là với những cái dòng xe lắp ráp trong nước á, thì đây mới là sự khác biệt nè các bạn. Đó, cái chất liệu da thì nó sẽ cũng giống như nhau thôi, nhưng đối với cái màu ghế da đỏ kết hợp với lại màu đen như thế này thì chỉ sử dụng cho những cái chiếc xe mà nhập khẩu thôi, những chiếc xe GLC nhập khẩu thôi. Đó, ở phiên bản trong nước mình thì chúng ta chỉ biết chỉ có là hai màu thôi, đó là màu đen hoặc là ghế màu kem thôi. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ giống cái khu vực phía trước này các bạn, kể cả táp lô này nó cũng sẽ giống như chiếc xe Mercedes-Benz GLC, những cái phiên bản lắp ráp trong nước hoặc là những cái phiên bản SUV nhập khẩu thôi. Đó, ở đây cũng là một cái chi tiết ốp gỗ mà, thì gỗ màu đen mờ các bạn nha. Chi tiết gỗ mà mờ như thế này á, thì Di sẽ thấy thích hơn, bởi vì thứ nhất á, là chúng ta sẽ thấy sạch hơn nè, bởi vì chúng ta sẽ không có cảm giác là những cái dấu vân tay nó sẽ bám ở trên đây. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ không thấy những cái vết xước lông chuột á. Đó, những cái chi tiết gỗ bóng á, thì trước đây thì Mercedes-Benz họ sử dụng nhiều, nhưng mà gần đây thì những cái chiếc xe mới này thì Mercedes-Benz họ lại đưa vào những cái chi tiết mà gỗ mờ như thế này ha. Di thấy đây là một cái điều cũng rất là hay. Tiếp theo nữa các bạn, một cái điểm mà khác biệt nữa ha, đó chính là cái vô lăng của chúng ta. Cái vô lăng này là vô lăng của AMG luôn. Các bạn sẽ thấy là nó rất là đẹp. Ở đây á, là nó có chi tiết ốp nhôm ha, nhìn nó rất là đẹp luôn. Cũng như là vô lăng AMG thì các bạn biết rồi, nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu, cảm giác là nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu, bởi vì đây là cái vô lăng đáy bằng. Đó, các bạn thấy không, đáy bằng nè. Khi mà chúng ta đánh lái cái vô lăng AMG này, chúng ta sẽ thấy nó thích hơn rất là nhiều so với vô lăng tròn ha. Đó, đây là một, cũng là một cái chi tiết mà rất là thú vị trên chiếc xe này. Có nghĩa khi chúng ta đánh lái lên trên đây nè các bạn, thì các bạn sẽ thấy nè, cảm giác nè, nó bằng ở đây nè ha. Và những cái nút bấm ở trên cái vô lăng này thì nó cũng sẽ giống như những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Nguyên cái cụm này thì chúng ta sẽ điều khiển cái màn hình này khi mà chúng ta đang lái xe ha. Còn nguyên cái cụm phía bên tay trái nè, chúng ta có thể điều khiển cái màn hình táp lô. Và cái màn hình táp lô của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này sử dụng cái màn hình Countermet là màn hình LCD luôn. Đó, cho nên nó cũng giống như những cái dòng xe GLC 300 hoặc là GLC 200 4MATIC ha. Đây là màn hình cảm ứng MBUX của Mercedes-Benz. Chúng ta có thể là sử dụng tính năng là ra lệnh bằng giọng nói ha. Cái giao diện của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này á, nó sử dụng cái giao diện rất là đẹp luôn. Và mình mường tượng nó cũng gần giống như là cái hệ điều hành của iPhone luôn. Đó, tại sao mà Duy nói như thế ha. Thì bây giờ Duy sẽ thử cho các bạn xem. Chúng ta có thể là kết nối chiếc xe với cái điện thoại iPhone của chúng ta thông qua một cái ứng dụng gọi là Apple CarPlay. Đó. Đây, cái điện thoại của chúng ta nè các bạn. Chúng ta chỉ việc cắm vào thôi. Ha. Thì trên màn hình nó sẽ hỏi là chấp nhận khởi chạy. Đó, hệ thống dữ liệu Apple CarPlay nè. Đó, nó có rất là nhiều chữ ha, nhưng mà chúng ta chỉ việc chấp nhận khởi chạy ở đây. Đó, thì hệ thống Apple CarPlay nó sẽ bật lên. Đó, các bạn thấy không? Đó, những cái app của iPhone nó hiện lên trên đây ha, cũng như là nó cảm ứng rất là mượt luôn. Đó, cảm ứng mượt không thua cái màn hình điện thoại iPhone đó các bạn. Đó, tại sao mà Di nói là nó gần tương thích với iPhone là như vậy. Đó, thì những cái dòng xe mà sử dụng cái màn hình cảm ứng này thì kết nối với iPhone thì sử dụng cực kỳ tuyệt luôn. Và bây giờ Di sẽ sử dụng cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn một vài tính năng mà để chúng ta giải trí trên cái màn hình của xe ha. Đặc biệt lắm. Bây giờ Di sẽ kết nối iPhone với lại xe và kết nối Wi-Fi cho cái xe này nha. À, các bạn thấy không? Sướng không? À, bây giờ Di thử tìm cái kênh của Di nha. Duy Mercedes-Benz. Duy Mercedes ha. Đây. Đó, đây là cái kênh của Di nè. Di thử vào cái clip này nha. Đó, màn hình nó rất là rõ nét luôn các bạn.
Đã không? Thật sự khi mà nói là khi chúng ta đang lái xe thì chúng ta hạn chế cái việc mà tập trung vào cái màn hình này đó, nhưng mà khi mà có những cái coi như là chương trình giải trí như thế này thì chủ yếu là cho cái người ngồi bên cạnh ha. Và Duy khuyên một điều các bạn là khi mà chúng ta sử dụng những cái tính năng như là hát YouTube trên đây, xem phim trên đây, thì các bạn lái xe các bạn đừng quá tập trung vào cái màn hình này. Và đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này, ở trên cái màn hình này thì chúng ta sử dụng hầu như là nó giống như ở trên cái màn hình của cái iPhone luôn các bạn. Và Duy có thể xem được cái Facebook ở trên đây nữa nè. Các bạn thấy không, xem được Facebook ở đây nữa. À, các bạn, Duy quên nói một điều nữa các bạn, là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này thì sử dụng cái loa tiêu chuẩn của xe thôi, không sử dụng cái loa Boommaster giống như trên cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 lắp ráp trong nước. Và GLC 300 Coupe này thì cũng không có được trang bị cái cửa sổ trời nữa, không được trang bị cửa sổ trời ha. Ở đây á, là có một cái chi tiết để mà sạc điện thoại nè, hoặc là cái chỗ cắm điện 12V thôi. Ở đây thì nó không phải là cái sạc điện thoại không dây nha các bạn. Có rất là nhiều anh chị nhầm lẫn á, hoặc là có những cái kênh mà review khác á, là nói đây là cái chỗ sạc điện thoại không dây. Nhưng mà Duy xin đính chính lại ha, ở đây nó không phải là chỗ chúng ta sạc điện thoại không dây đó. Chúng ta sạc điện thoại thì chúng ta có việc chỉ việc là cắm vào trong cái hộc này qua cái USB thôi, là để sạc điện thoại thôi, hoặc là chúng ta kết nối bằng cái Apple CarPlay. Tiếp theo nữa các bạn, thì Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này. Thì Duy đảm bảo một điều luôn các bạn, thì chiếc xe GLC 300 Coupe này ở khoang sau thì không thể nào mà rộng rãi hơn so với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC mà SUV, cái phiên bản lắp ráp trong nước đó. Nhưng mà Duy thử cho các bạn xem coi cái vị trí ngồi cũng như là cái khoảng cách của cái khoang sau nó như thế nào, nó có đủ rộng rãi không, có đủ thoải mái không không nha. Khi mà Duy ngồi ở cái vị trí ghế này thì cái khoảng cách đó các bạn, từ đầu gối của Duy đến cái ghế trước nè, thì nó cũng sẽ giống như cái xe Mercedes-Benz GLC phiên bản SUV ha. Thì bởi vì là cái không gian ở bên trong này giữa hai xe là nó tương đương nhau, chỉ có điều là ở trên cái phần trần xe nè các bạn, phần trần xe nè nó sẽ được vuốt xuống đó. Duy nghĩ là nếu mà những anh chị mà cao khoảng tầm 1m75 đổ xuống á, thì có thể là ngồi thoải mái ở khoang sau này, không vấn đề gì hết. Đó, bởi vì là Duy cao coi như là 1m68 thì cũng còn khá là rộng ở trên cái phần trần xe nè. Ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có một cái chi tiết để chúng ta rèm cửa ở đây. Thì với cái chi tiết này thì trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC phiên bản lắp ráp trong nước nó sẽ không có cái rèm này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có đèn nè, đèn LED để chúng ta có thể là đọc sách ở đây. Ở đây thì có một cái chi tiết để chúng ta tựa tay giống như những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Ở đây chúng ta có thể là để cốc nước nè. Chúng ta có thể để những cái vật dụng mà chẳng hạn như là điện thoại hay gì đó, những cái vật dụng nhỏ nằm ở đây. Trong trường hợp mà chúng ta ngồi phía sau á, mà chúng ta có thể là muốn lấy đồ từ cái cốp sau á, thì chúng ta có việc bật ở đây các bạn. Ở đây nó có một cái lẫy nè. Chúng ta có thể lấy những cái đồ từ cái phía cốp sau này cũng được. Mercedes-Benz họ đã tính toán nhiều cái rất là hay ha. GLC thì ở đây thì chúng ta chỉ việc lấy khe lấy gió thôi các bạn, không có chỉnh nhiệt độ ha. Không có chỉnh nhiệt độ ở đây. Thì đối với những cái dòng xe GLC lắp ráp trong nước hoặc là chiếc GLC 300 nhập khẩu thì nó cũng sẽ không có cái chi tiết điều chỉnh máy lạnh ở đây. Bởi vì là Mercedes-Benz GLC 300 hoặc là 200, hoặc là đối với chiếc xe GLC 300 Coupe này thì nó sử dụng hệ thống máy lạnh là hai vùng tự động Thermotronic. Về cái phần động cơ thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe này nó sử dụng cái động cơ giống trên chiếc xe GLC 300 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam, cũng như là giống trên chiếc xe E300 AMG luôn các bạn, cũng cùng sử dụng một động cơ hết ha. Đây là động cơ 2.0 lít, công suất là 258 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp cũng như là hệ thống turbo tăng áp kép twin drone turbo. Và đây là một cái động cơ mà coi như là sử dụng phổ biến hầu hết trên tất cả những cái dòng xe C, E hoặc là GLC tại Việt Nam cũng như là ở trên toàn thế giới của Mercedes-Benz.
Đó, các bạn thấy đây là một cái động cơ sử dụng rất là nhiều, cho nên là về cái phần hiệu suất của nó cũng như là sự vận hành của nó khá ổn định ha. Mercedes-Benz họ đã tính toán và nghiên cứu cái động cơ này cũng như cải tiến qua rất là nhiều lần rồi. Đó, thì cái động cơ của chiếc xe GLC 300 Coupe này nó khác gì so với các chiếc xe GLC 300 mà cái phiên bản 2018-2019? Đó chính là cái phần mà trục cam các bạn. Trục cam bây giờ nó điều khiển bằng chỉnh điện luôn. À, và thứ hai nữa là trong cái lồng xi lanh được tráng nano giống như là gương đó, các bạn biết rồi, thì cái thành mà xi lanh là nó nhẵn bóng cực kỳ luôn và nó giảm cái sự ma sát của chiếc xe nữa. Đó, đây là một cái cải tiến ở cái phần động cơ nè, rất là hay. Và Duy khuyến cáo các bạn một điều nha các bạn, mặc dù là chiếc xe Mercedes-Benz GLC của chúng ta hay là những cái chiếc xe của chúng ta, mặc dù là gầm của nó là gầm cao, nhưng mà khi mà chúng ta đi ở những cái đoạn đường ở thành phố Hồ Chí Minh nè, đó thì cái ngập nước thì nó rất là nhiều và chúng ta sẽ không biết những cái khu vực đó nó ngập nước như thế nào, hoặc là những cái chiếc xe khác khi mà chúng ta đi ngang á, ngang chiếc xe của chúng ta thì sóng nó còn có thể tạt lên ở trên capo nữa. Cho nên là khi mà các anh chị và các bạn mà đi vào những cái khu vực ngập nước thì Duy khuyên các bạn một điều là thứ nhất là chúng ta có thể là dừng lại và chúng ta là chờ cho cái khu vực ngập nước đó nó bắt đầu nó rút, hoặc là chúng ta đi qua cái đoạn đường khác ha. Bởi vì khi mà xe của chúng ta mà bị nước vào trong cái phần mà boe nè các bạn, cái phần mà phần hút gió nè, thì nó rất là nguy hiểm cho động cơ luôn. Và một điều nữa các bạn, khi mà chúng ta lỡ vào đi vào trong cái khu cặp nước rồi mà lỡ và cái động cơ của chúng ta mà có bị tắt máy ha, thì Duy khuyên các bạn tuyệt đối không được đề máy ha. Các bạn bấm ưu tiên và coi như là rút cái chìa khóa xe ra, cũng như là gọi ngay cho bên Duy cái số hotline của bên Duy, hoặc là gọi ngay cho bên bảo hiểm để mà có thể là hỗ trợ cho các anh chị và các bạn kịp thời. Đây là một cái khuyến cáo chung và Duy dành chung cho tất cả những anh chị và các bạn đang đi xe hơi luôn, chứ không riêng về những chiếc xe Mercedes-Benz. Có nghĩa là những chiếc xe của chúng ta là các bạn biết rồi, khi mà vào nước đó, thì cái chi phí của nó sửa chữa rất là tốn kém luôn. Bây giờ Duy sẽ đóng cái động cơ lại. Duy sẽ cho các bạn xem toàn cảnh lại chiếc xe này ha. Với cái màu sắc nó cực kỳ đẹp luôn. Và chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Coupe với cái màu xám Scenic này và cái phần nội thất màu đỏ, thì hiện tại bên Duy đang có sẵn một xe này để giao cho các anh chị và các bạn ha. Nếu mà anh chị và các bạn yêu thích chiếc xe này và muốn một chiếc xe độc lạ và muốn một cái màu sơn đặc biệt như thế này, thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share với mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.